Của rẻ nhưng không ôi, máy bay AC của quân đội Việt Nam diễn tập khiến Mỹ tiếc nuối. Kính thưa quý vị, thời gian gần đây, một video quay lại cảnh các sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam huấn luyện sử dụng máy bay điều khiển từ xa AC mô phỏng các tiêm kích đa nhiệm Sukhoi Flanker Su-27 và Su-30 đã gây bất ngờ cho báo giới quân sự phương Tây. Họ không tin được với một nước nhỏ như chúng ta, trong một cuộc diễn tập địa phương lại có thể ứng dụng một mô phỏng chân thực thông minh đến vậy. Chưa kể, phương pháp này còn tiết kiệm hơn rất nhiều. Vậy, lợi ích của nó là gì mà lại gây sửng sốt đến vậy? Hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay cùng TVTrends các bạn nhé! Trang tin The Drive cho biết, trong ngày 13 tháng 1, một đoạn video ghi lại cảnh quân đội Việt Nam sử dụng máy bay mô hình điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến, hay còn gọi là bia bay, để huấn luyện đã thu hút rất nhiều sự chú ý trên các trang mạng xã hội. Trong đoạn video, một chiến sĩ áo xanh bộ đội Cụ Hồ của lực lượng quân đội Việt Nam đã nâng chiếc máy bay lên cao rồi chờ động cơ khởi động. Sau khi sẵn sàng, máy bay lao về phía trước rồi vọt lên không trung. Trong clip, có thể thấy ba chiếc máy bay AC xuất hiện với các màu sắc khác nhau, mô phỏng theo hai mẫu tiêm kích Su-27 và Su-30. Ấn phẩm này bình luận, các máy bay AC đường sơn hoa văn ngụy trang sặc sỡ, với một số chủng loại được mô phỏng theo các dòng tiêm kích chiến đấu Flanker. Trên thực tế, kể từ năm 2021, một số đoạn video ghi lại cảnh quân đội Việt Nam sử dụng máy bay để tập luyện trên các trang mạng xã hội. Gần nhất là đoạn clip được đăng tải hôm 12 tháng 1. Tuy nhiên, The Drive lưu ý, rất khó để xác định cụ thể thời điểm video này được quay. The Drive nhận định, việc sử dụng máy bay AC có lợi ở chỗ, nó giúp cho cuộc tập trận quy mô nhỏ trở nên chân thực hơn mà không cần phải triển khai tiêm kích thực thụ, vốn đòi hỏi hậu cần, nhân lực, chi phí liên quan đáng kể. Điều này giúp tiết kiệm và tiện lợi hơn rất nhiều so với chi phí hàng chục nghìn USD mỗi lần sử dụng máy bay thực. Đây cũng không phải là lần đầu tiên lực lượng vũ trang Việt Nam đưa vào diễn tập các bài huấn luyện giả định. Ấn phẩm này lưu ý, trong khi diễn tập, các máy bay điều khiển từ xa của Việt Nam có thể dùng để mô phỏng hoạt động của chiến đấu cơ đối thủ, cho phép các hệ thống phòng không Việt Nam thực hiện luyện khóa và tiêu diệt mục tiêu. Chính nhờ có kích thước tương đương với nhiều loại UAV quân sự, các mẫu máy bay AC hoàn toàn có thể được sử dụng trong các bài tập phòng chống nguy cơ xâm nhập từ trên không, trong trường hợp của Việt Nam. Trước đây, Thủy quân lục chiến Mỹ từng sử dụng UAV giá rẻ và máy bay mô hình để huấn luyện các binh sĩ sử dụng tên lửa Stinger. Hiện tại, quân đội Việt Nam có khoảng 150 tiêm kích chiến thuật và máy bay huấn luyện, trong đó hiện đại nhất là tiêm kích Su-30 MK-2V hay còn gọi là Flanker C. Theo The Drive, trong biên chế của lực lượng không quân Việt Nam hay còn gọi là quân chủng phòng không không quân, không có quá nhiều tiêm kích chiến đấu, qua đó cũng hạn chế phần nào lượng phương tiện trang bị huấn luyện bộ đội. The Drive cho biết sẽ không dễ dàng để triển khai số lượng tiêm kích này cho các cuộc tập trận địa phương. Do đó, máy bay AC là một phương án phù hợp đảm bảo tính thay thế tương đối cho các bài huấn luyện. Sau bài viết trên trang The Drive, cộng đồng mạng đã bình luận sôi nổi và hầu hết dành lời khen cho bộ đội Việt Nam. Người dùng có tên Nakia chia sẻ: "Thật là một câu chuyện thú vị, rất thông minh, sáng tạo, tiết kiệm mà vẫn đạt hiệu quả huấn luyện. Các máy bay mô phỏng AC như trong clip dường như đã đáp ứng đầy đủ và khá tốt hiệu quả đào tạo." Một người dùng khác có nickname Average FD đánh giá: "Phương thức dùng máy bay mô phỏng để tập luyện của Việt Nam là thông minh và biết tận dụng những gì mình có." Tài khoản này đem Mỹ ra so sánh và nhận định hầu hết quân đội các nước đều không vung tiền hoang phí chi tiêu như Mỹ. Đến đây thì hãy cùng dừng lại một chút. Từ đầu video đến giờ, chúng tôi có nhắc đến khái niệm bia bay, tức là mục tiêu bay. Vậy, bia bay là gì mà khi Việt Nam đưa vào ứng dụng lại khiến Hoa Kỳ kinh ngạc đến thế? Bia bay thực chất có thể được coi là một dạng máy bay không người lái, nhưng phục vụ cho nhiệm vụ làm bia mục tiêu để phòng không không quân tập bắn cho sát với thực tế. Ở các cường quốc quân sự có nền khoa học kỹ thuật phát triển như Mỹ, nước này còn cải tiến các chiến đấu cơ có người lái thành UAV để diễn tập. Ví dụ điển hình cho chương trình drone hóa này là QF-16. Trong cuộc thử nghiệm, nó đã bay ở độ cao gần 12,2 km trên vịnh Mexico với vận tốc siêu thanh. Trước đó, không quân Mỹ từng chuyển đổi hơn 80 chiến đấu cơ cũ F-4 Phantom sang UAV phục vụ cho công tác huấn luyện tác chiến không đối không từ năm 1997. Nhưng F-16 là loại có vận tốc cực nhanh, giúp hiện thực hóa mục tiêu chiến đấu của lầu năm góc trong tương lai. Theo nhà sản xuất Boeing, không quân Mỹ đã biến đổi tổng cộng 6 chiếc F-16 có tuổi đời hơn 30 năm cho mục đích này và tất cả đã trải qua quá trình chuẩn bị bắn đạn thật. F-16 là loại chiến đấu cơ vẫn còn được sử dụng đến hiện nay.
Ngoài ra, hàng loạt chiếc F-100, F-102, F-106 và F-4 cũng được chuyển thành bia bán tập cho phi công Mỹ. Hoa Kỳ đồng thời cũng phát triển các bia bay chuyên dụng, nổi bật là dòng bia bay TQM-167A Skitter. Chúng có hình dáng giống như tên lửa hành trình nhưng lại là mục tiêu bay cho chiến cơ tập bắn. Thế hệ mới nhất này có giá tương đối đắt, vào khoảng 570.000 đô một bộ. BQM có thể mang nhiều hệ thống gây nhiễu và mồi bẫy để mô phỏng mục tiêu trong tác chiến, cũng như thiết bị chấm điểm phát bắn của phi công. Không quân Mỹ cũng sử dụng một tàu chuyên trục vớt những chiếc Skitter bị bắn rơi để tái sử dụng. Trong một số trường hợp, thời tiết hoặc nhiều yếu tố cản trở thu hồi UAV, những mục tiêu này sẽ bị dạt vào bờ. Tình huống này không hề bất thường và cũng không gây nguy hiểm, mặc dù cái giá 570.000 đô là không rẻ, nhưng nó tiết kiệm hơn nhiều so với việc sử dụng bia bay là các máy bay chuyên dụng như F-4 và F-16. Đây cũng là xu hướng chung trên thế giới hiện nay, phát triển các mục tiêu bay chuyên dụng giá rẻ hơn, sử dụng các chuyên cơ kích thước thật cải hoán thành bia bay. Tại Việt Nam, nhằm thiết kế bia bay mục tiêu để huấn luyện kích chiến đấu của tên lửa F-300 TMU-1 và phi hành đoàn tiêm kích Su-300 MK-2, Quân chủng Phòng không Không quân nước ta cũng đã thiết kế và chế tạo thành công phương tiện bay không người lái UAV-04 đóng giả tên lửa hành trình. Loại vũ khí này hiện nay được trưng bày giới thiệu công khai tại Bảo tàng Phòng không Không quân. Quan sát bề ngoài cho thấy UAV-04 mô phỏng hệt các loại tên lửa hành trình đối đất trên thế giới như Tomahawk, Caliber. Tất nhiên, về tính năng kỹ thuật thì không thể bằng. Điều đáng lưu ý, ngoài vai trò là bia bay, UAV-04 có khả năng mang theo camera xử lý hình ảnh, radar mặt mờ tổng hợp hoặc phương tiện sát thương biến nó thành tên lửa hành trình thực thụ. Theo thông tin được công bố, UAV-04 ngoài vai trò mục tiêu còn có thể trở thành phương tiện bay không người lái tầm xa, tốc độ cao, có khả năng tiến công mục tiêu cố định. Điều đó có nghĩa là Việt Nam đã thực sự chế tạo đường tên lửa hành trình sát thương hoặc có thể coi nó là một dạng UAV cảm tử. Tên lửa hành trình UAV-04 có sải cánh dài hơn 3 mét, khối lượng 50kg lúc khô và lên tới 120kg lúc có nhiên liệu. Khối lượng mang tải 70kg. Thiết bị mang tiêu chuẩn trên UAV-04 gồm một cầu phản xạ sóng điện tử UHF, KU, LPEN, một thấu kính Lunepus. Tên lửa này có thể cất cánh bằng đường băng hoặc giá phóng. Khi hạ cánh bằng đường băng cần 1.500m đường hoặc hạ cánh bằng dù. UAV hoạt động theo chương trình bay tự động định vị quan tính INS, vệ tinh GPS. Bán kính hoạt động của UAV-04 lên tới 300km, thời gian bay từ 180 đến 300 phút, trần bay 400m. Với tầm hoạt động như vậy, UAV-04 nếu mang đầu đạn sát thương thì có tầm bắn lên tới 500 đến 600km hoặc có thể làm nhiệm vụ UAV cảm tử mang khí tài do thám. Tên lửa này cũng được trang bị động cơ tuabin phản lực cho tốc độ tối đa lên tới 250km/h, trung bình là 150km/h. Việc chế tạo động cơ phản lực kích thước nhỏ như vậy là không hề dễ dàng, nhưng chúng ta đã làm được. Điều này là minh chứng rõ nét cho sự tiến bộ của công nghệ quốc phòng Việt Nam. Không chỉ UAV-04, trước đó nước ta cũng đã sản xuất và chế tạo nhiều mục tiêu bay có hiệu quả cao. Đầu năm 2001, Viện Kỹ thuật Phòng không Không quân khởi động dự án, nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy bay không người lái điều khiển chương trình. Thiết bị này có nhiều điểm tương đồng với tổ hợp thiết bị bay DF-16 do Israel sản xuất. Đại tá Trịnh Xuân Đạt cho biết, đây là một nhiệm vụ khó, đòi hỏi phải đầu tư công sức và trí tuệ nhiều. Khó khăn nhất là thiết kế, chế tạo chương trình điều khiển tự động. Sau 4 năm thử nghiệm, hai chiếc UAV M400CT mang phiên hiệu 405-406 đã báo cáo thành công các bài bay tại sân bay kép Bắc Giang với độ cao 2.000m và bán kính hoạt động 15km. Thành công này đã đưa Việt Nam trở thành một số ít các nước Đông Nam Á chế tạo được UAV mục tiêu bay. Hiện nay, các loại UAV này đã được cải tiến và nâng cấp nhiều hơn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các khí tài mới hiện đại, góp phần củng cố tiềm lực và khẳng định sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam. Trên đây là thông tin về mục tiêu bay giá rẻ nhưng hiệu quả cao của Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng TPGen nâng tầm kiến thức. Nhớ ấn like, share và subscribe để theo dõi những video mới nhất và hẹn gặp lại ở những chủ đề tiếp theo.